các bạn chúng ta sẽ cùng đến với song tiếp theo, Đổi Thay, New Boy. Yeah. Và bạn chuẩn bị là Master D. Không phải người trên đây nha. Khi mà em hát lên âm thanh, cái vocal, cái giọng của em rất là to, còn âm thanh thì rất là nhỏ. Khi mà em không nghe được nhạc thì cái tông của em cũng rất là khó nắm bắt. Cho nên điều đó là điều mà em nên rút kinh nghiệm. Tại vì một khi mình không nghe được nhạc, mình hát sai tông thì dưới nghe rất là ồn và cũng rất là lệch lệch lạc tông. Còn về phần rap của em thì anh nghĩ cái flow đó nó là cũ rồi, nhưng anh phần anh đánh giá cao nhất là phần em grow á. Phần em grow với những cái beat đó, đó là twist. Thì cái phần đó anh đánh giá cao, nhưng mà em nên là có gắng hiện cái rõ chữ cái thiếu nữa, đừng để nó bị rối. Thì anh nghĩ là em là một người có độ cảm thụ nhạc tốt, thì em nên phát huy hơn, thì chú ý những cái điểm đó, tại vì những cái việc mình chuẩn bị nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái phần diễn của mình. Thì em thành công.